Đào lại loạt ảnh meo xinh, tiểu thư Hà Nội khoe hình với bikini, nhan sắc và thần thái tuổi 15 đỉnh. Quá trời ơi, dù thời điểm đó mới 15 tuổi thôi nhưng Lê Gia Linh, meo xinh thực sự xứng đáng là một thế lực nhan sắc đáng gờm. Với những người chơi hệ hóng chuyên nghiệp trên mạng xã hội thì chắc hẳn sẽ không quá xa lạ với cái tên Lê Gia Linh, nickname meo xinh, được coi là cái tên triển vọng của giới Wicked Hà Thành, đồng thời là một thế lực đáng gờm trên địa hạt làm video cả TikTok lẫn YouTube. Thế nhưng Gia Linh thực tế vẫn chỉ là một cô bạn sinh năm 2006, năm nay lớp 11. Dẫu vậy, tuổi trẻ thì tài cao, sức hút của Gia Linh là thứ không thể phủ nhận được. Ngoài cuộc sống sang chảnh như mơ, cô bạn này còn được yêu mến bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương chuẩn tiểu thư. Mới đây, Gia Linh tiếp tục chứng minh nhan sắc thu hút của mình khi lần đầu tiên khoe dáng với bikini. Được biết, Gia Linh lúc đó có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Quy Nhơn mà đã đi chơi với biển xanh, mây trắng, nắng vàng như vậy thì đương nhiên bikini là thứ không thể thiếu. Có thể thấy, lần đầu công khai ảnh theo style sexy cỡ này nên trông Gia Linh còn khá ngại ngùng. Tuy nhiên, nét xinh hay thần thái của cô bạn thì không vì thế mà giảm đi chút nào. Ngược lại, Gia Linh vẫn nhận được tới tấp lời khen nhờ nước da trắng hồng và vóc dáng thanh mảnh. Lần đầu khoe dáng với bikini nên trông Gia Linh còn khá khép nét, nhưng thần thái của cô bạn thì vẫn rất xịn. Mới 16 tuổi mà đã tỏa sáng cỡ này thì vài năm nữa thôi, cô bạn sẽ nhất định trở thành gương mặt có số có má của hội gái đẹp đình đám cho mà xem. Gia Linh là một trong những gái sinh Gen Z nổi bật, và hẳn là cô bạn đã có được thừa hưởng gen trội từ gia đình cực phẩm của mình. Hiện tại cô nàng 16 tuổi này nhận được sự quan tâm rất lớn từ những nền tảng xã hội với lượng follow lớn thông qua những kênh TikTok và YouTube do chính bản thân Gia Linh quản lý và phát triển.